Em chào anh Vinh ạ. Thì hôm nay em và các quý vị khán giả ở đây có một số những cái thắc mắc về bố trí quán cà phê, thì nhờ anh giải đáp nhé. Câu hỏi đầu tiên mà em đang thắc mắc đó chính là về bố trí mặt bằng. Thì không biết anh có thể giải đáp cho em xem là bố trí mặt bằng quán cà phê làm thế nào cho nó hợp lý không? Ok, về trước mắt về tổng thể mặt bằng bố trí quán cà phê thì chúng ta cần phải bố trí nó rất là khác biệt. Đặc biệt nó không giống như những cái nhà ở thông thường. Đấy, những cái đơn vị mà nó chuyên thiết kế nhà ở thì chưa chắc đã thiết kế được quán cà phê đâu. Vì về phần bố trí mặt bằng thì chúng ta phải sắp xếp các không gian làm sao cho nó thoải mái cho người sử dụng. Đó chính là khách hàng. Mà khách hàng của nhà ở thì nó chỉ một vài người thôi. Nhưng với quán cà phê thì nó rất là đa dạng. Như vậy thì cái không gian của chúng ta cũng phải bố trí nó rất là đa dạng. Đấy, không gian của chúng ta thì còn phải không gian mở. Không gian mở, nó thân thiện, nó phù hợp với nhiều loại lứa tuổi. Đấy, có phải bị thu hút người qua đường nữa. Đúng rồi. Thì họ có thể nó vào. Cũng phải ấn tượng ngay từ phía mặt tiền. Đấy thì thường mặt tiền thì chúng ta lấy một cái quán mà nó có diện tích rộng thì chúng ta còn cần phải lùi lại một khoảng để có những cái không gian ngồi bên ngoài hưởng thụ ánh sáng mặt trời rồi thiên nhiên, cây cỏ nhiều. Và cũng là một cái điểm nhấn thu hút người đi đường. Tự nhiên thấy một cái diện mặt tiền lớn, nên là có một cái quán nó thụt vào và nó xanh mát, hoặc là nó có những cái mặt tiền nó ấn tượng bằng những hình khối chẳng hạn, thì bố trí những cái không gian nhấn ở đằng trước để thu hút người vào đã. Thì sau khi thu hút người vào thì chúng ta hãy có một cái khu vực nhấn tiếp theo ở bên trong nội thất, hãy để cho khách hàng sẽ tập trung con mắt vào đó. Em thấy là đi vào trong thì đầu tiên sẽ là quầy bar ấy. Thì bố trí quầy bar như thế nào thì nó sẽ hợp lý. Ok, thì trước mắt là về tổng thể không gian trước đã. Là mình phải bố trí nó rất là thân thiện và thông thoáng. Nên là lựa chọn những mặt bằng nó có hai mặt tiền. Đấy, thì không gian của mình sẽ mở nhiều nhất. Và nếu mà chỉ có một mặt tiền không thì cũng cần phải có không gian thoáng mặt trước, là mở rộng ra tối đa. Đấy, để cho khách bên trong có thể nhìn xuyên ra mặt trước. Và nếu có những cái khoảng mà nó xẻ khoét thông tầng đấy, thì nên bố trí những cái khoảng nó thông thoáng như thế. Thì thông thoáng được tối đa càng tốt, thì hạn chế những cái tầm nhìn bị cản trở bởi những bức tường ở mặt tiền, cũng như bức tường ở đằng sau, cả những bức tường ngăn phòng chúng ta cũng còn phải đập thoáng mở ra. Thì bố trí bàn ghế nó đa dạng, có chỗ thì bàn băng, có chỗ thì bàn nhóm, có chỗ thì sofa cũng như vậy, thì không tránh cái trường hợp đồng bộ quá như những cái nhà hàng là đồng bộ, nó đều thì nó dành cho những hội nhóm rất là đông. Quán cà phê thì nó không bao giờ người ta đi đến 50-70 người hoặc 30-40 người cả. Đấy, chỉ đi một nhóm 2-3 người, 4-5 người, hoặc đa số là 2 người. Thì những cái thỉnh thoảng thì có những nhóm 7-8 người thì những cái bố trí bàn nhóm vào không gian đó để cho những cái đối tượng mà đi nhiều như vậy. Đấy, thì tiếp đến là những cái khu vực quầy bar. Thì như em vừa mới hỏi thì các quý vị khán giả cũng như là mọi người là nên bố trí nhé, ở những vị trí nó gần cửa ra vào. Đúng rồi. Thì để phục vụ cho cả những khách hàng mà đi vào, người ta nhìn thấy luôn cái quầy bar ở đâu. Quầy bar nó là trái tim của một cái quán. Thì nó sẽ thu hút mọi mắt nhìn vào đấy. Thì quầy bar sẽ là cái điểm nhấn, là chúng ta nên bố trí nó gần giữa cửa hoặc là gần cửa. Đấy, để vừa vào quán là nhìn thấy luôn. Và cái người bên trong quầy bar nó sẽ qua bao quát được toàn bộ quán. Khách hàng cũng sẽ cảm thấy vào đây để sử dụng dịch vụ là đồ uống và cái đấy nó là trung tâm. Và nó cũng sẽ thuận tiện cho cái shipper giao hàng lấy đồ. Đấy, nó gần cửa là mình sẽ thuận tiện hơn. Tránh shipper nó vào nó ngồi tràn lan ở trong quán. Đấy, nó sẽ rất là ảnh hưởng cái việc đó.